giá 12 thỏi vàng. Chúc mừng em. Rồi, tiếp tục những bạn còn lại ngày hôm nay của mình. Mình các bạn lưu ý là phải like clip nè, rồi đăng ký kênh của mình nữa, xong rồi các bạn comment xuống tên nhân vật của mọi người và chọn ra cho mình một trong ba món phần thưởng trên này mà các bạn muốn nhận nha. Hiện tại thì ở trên group của game mọi người thì admin đã đăng lên những cái chiếc xe này rồi, thì admin nói là admin sẽ bán 4 chiếc xe này nha. 4 chiếc xe này sẽ được bán chứ không phải là ở trong sự kiện nữa nha mọi người. Đó các bạn coi. Bán bằng cái gì thì hiện tại mình vẫn chưa biết. Admin chỉ nói là đây là những cái chiếc siêu xe công nghệ được chế tạo bằng công nghệ tương lai. Tổng cộng là có 4 màu, thì giống như clip trên màn hình đây mình có review cho các bạn coi về 4 chiếc xe này rồi. Thì có màu vàng, màu tím nè, màu bạc nè và màu xanh lá cây nha các bạn ha. Rồi, bây giờ là phải đợi admin bán cái xe này nữa. Nhưng mà các bạn thấy admin dạo này có một cái lạ không? Thường á thì admin khi mà đăng hình lên á thì các bạn coi nè, đăng hình lên chắc chắn là ở trong cửa hàng admin sẽ bán 4 chiếc xe đó. Nhưng mà đợt này admin đã đổi chiến thuật nha các bạn. Admin chỉ đăng cái hình để mà thả thính các bạn thôi, rồi admin sẽ bán 4 chiếc xe cũ. Khi mà các bạn mua 4 chiếc xe cũ xong đúng không, thì đến trưa hoặc là chiều á, admin sẽ tung cái gói mới vào trong game. Như vậy thì các bạn sẽ bị là mua một lúc hai gói luôn nha. Những bạn nào thích xe thì có thể vào đây mua xe cũ, xong rồi chiều ra xe mới các bạn lại phải mua xe mới nữa. Đó là cái chiến thuật mới của game nha mọi người. Và mình thấy cái xe này nó rất là đắt luôn, 351k, nhưng mà tốc độ của nó chỉ có 10 thôi, tăng tốc chỉ có 10 thôi nha, cực kỳ chậm luôn. Nhưng mà giá của nó thì cực kỳ đắt nha mọi người. Cho nên là bạn nào mà đang có ý định mua xe thì các bạn cứ tạm thời đợi đã. Đến khi chiều nay á, khi mà admin đưa 4 chiếc siêu xe công nghệ mới vào á, thì các bạn xem thử cái tốc độ nó như thế nào, ngoại hình có hiệu ứng hay không thì các bạn mới mua nha. Nhớ nha, xem clip của mình phải nhớ mấy cái này nha mọi người. Chưa hết đâu mọi người ơi, thì hiện tại đã có thông tin về gói VIP Pass mới rồi nha. Đó, còn một ngày 21 giờ nữa là cái gói ít ộp này sẽ kết thúc, và ngày hôm nay là mình sẽ nhận full đồ trong cái gói này luôn nha mọi người. Nhận full đồ nha. Rồi ok, thì gói VIP Pass mới là gói gì chắc mọi người cũng đã biết rồi, đúng không? Bạn nào mà không biết á thì xem hết cái clip này của mình sẽ biết nha. Gói VIP Pass mới các bạn sẽ nhận theo được một cái chiếc xe tăng nữa. Đó, rồi một cái set đồ ngôi học viện ngôi sao này, một cái chiếc xe tăng này, rồi đồ nội thất nữa. Xem clip này thì mình sẽ cho các bạn xem hết nha. Rồi, khoan từ từ. Bây giờ thì mình sẽ nhận full hết cái gói này đi. Công nhận là mình thấy ở trong cái gói này là mình thích nhất vẫn là cây vợt cho mọi người, vẫn là cây vợt thôi. Đấy, vẫn là cái vợt thôi. Bây giờ thì mình sẽ về nhà và mình sẽ bỏ cái bảng tên này cho các bạn coi thử là cái bảng tên này nó có đẹp hay không nha. Rồi, có thêm cả một cái dao lộ ít đó nha mọi người. Nhưng mà tới ngày 27 mình mới nhận được nha. Rồi đây, để mình test luôn cho các bạn coi. Một cái bảng tên này, một cái hàng rào này, rồi một cái thảm dao lộ nhà nữa nha mọi người. Ok, get go. Rồi, bạn nào đang ở trong nhà mình thì đỡ tí nha, tôi sửa nhà tí nha mọi người. Rồi, đây, một cái giao lộ để chưa nhận được đúng không? Thì mình sẽ nhận trước một cái bảng tên đi. Bởi trước thì mình cũng đã nhận được một cái bảng tên Linh Lam rồi, nhưng bây giờ thì mình sẽ đổi lại bảng tên ếch nè. Rồi, mình sẽ đổi lại cái hàng rào ếch luôn nha. Đó, ok nha. Đây, nhìn cũng dễ thương mà đúng không các bạn nhờ? Nhìn cũng dễ thương mà, đây các bạn coi nè. Nhìn cũng dễ thương đấy. Thiếu mỗi cái giao lộ đó thôi là nhìn sẽ sạch sẽ hơn nha mọi người. Rồi đây, bạn nào mà tới nhà mình mà thấy cái hàng rào ếch này là biết nhà của tôi rồi nha. Ta-da! Đấy các bạn thấy không? Tổng cộng đây là tất cả hình như là 11 12 món ở trong gói VIP Pass mới nha. Các bạn sẽ nhận hết tất cả các món vật phẩm này bằng cách là các bạn sở hữu gói VIP Pass mùa tiếp theo. Hết ngày mai, hết ngày mốt. Hết hôm nay chứ, nay mai mốt thì các bạn sẽ nhận được tất cả các món vật phẩm này nha. Và bây giờ các bạn để coi thứ này. Đầu tiên là một cái chiếc xe tăng, một cái chiếc xe tăng nha. Hôm bữa mình có review trong clip cũ rồi nên là bạn nào xem thì biết rồi nha. Hôm nay là có thêm vài món vật phẩm mới, ví dụ như là con gấu VIP Pass đổi cái set đồ của cái đội trưởng này, đội trưởng xanh nha mọi người. Rồi khuôn mặt nè, mũ nè, một cái quả địa cầu phát sáng nè, trang phục của đội trưởng nữ, đội trưởng xanh nha mọi người. Rồi một cái máy như ba lô hay radar mình chả biết đó là cái gì mọi người. Tôi nhìn cứ giống như cái ba lô mọi người. Rồi tiếp tục tới nữa, đó chính là một cái ghế này và một cái bàn hay là một cái gì đó, một cái bàn hay là một cái tủ để đựng các cái món đồ của nữ đội trưởng xanh nha mọi người, và một cái tóc chứ là đôi giày nữa. Xong hết, đó là tất cả những cái món đồ trong gói VIP Pass mùa sắp tới, gói của nữ luôn nha. Bạn nào mà thích á thì nhớ xem clip này của mình và chuẩn bị money để mà sắp tới các bạn mua gói VIP Pass này nha. Rồi, dành cho những bạn nào mà quên nha, mình nhắc lại luôn, đó chính là thông báo về sự kiện giải đấu trò chơi. Rồi đây các bạn coi nha. Thì cái sự kiện trò chơi cuối cùng á, đó chính là sự kiện trò chơi Virus Thema vào ngày 29 tháng 3 là ngày mai nha các bạn ha. Thì tụi mình sẽ tham gia đua lấy cúp vàng, bạc và đồng của cái sự kiện Virus Thay Ma. Thì sắp tới tụi mình phải chơi Virus Thay Ma, các bạn nhớ nha, phải chơi Virus Thay Ma. Ai được nhiều điểm nhất, ai được nhiều lần sống sót nhất thì các bạn sẽ nhận được cái hạng mục và nhận được cái cúp vàng của trò chơi Virus Thay Ma nha. Người có cái thử thách gì cho mình trong cái tiệc trò chơi ngày hôm nay không mọi người? Bạn nào mà có một cái thử thách gì hay trong tiệc trò chơi á thì các bạn để lại xuống một cái ý tưởng ở dưới đây nha, để mình xem thử là ý tưởng của bạn như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lấy top 1 tiệc trò chơi nha. Wow,
nãy giờ mà được cái game mới mình mới bấm quay được á. Toàn game cũ không à. Đây, map mới nha. Vô trúng cái rô 3 đưa vật chứng nghiệp vật số 07. Rồi, map này đúng cái map ruột của tôi luôn. Nãy giờ toàn ra map cũ luôn mọi người. Vô tới rô 3 thì mới ra được cái map này. Rồi, mọi người giảm menu màu đỏ nha. Rồi, mình đã luyện rất là dẻo để mình thực hiện cái map này rồi. Quan trọng là các bạn đừng có đụng vào vật cản nha. Và các bạn phải nhìn kỹ và kéo nút di chuyển qua lại liên tục nè. Coi mình làm nè. Qua lại, qua lại, qua lại, qua lại, qua. Trái, phải, trái, trái, phải, phải. Ơi, nhảy luôn đi, nhảy luôn mọi người ơi. Rồi, phải nè. Trái nè, phải nè, trái nè, trái, phải, trái, 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 phải nè mọi người. Lú luôn. Ok, rồi, top 1 nha mọi người. Rồi, top 1. Đấy mọi người thấy không? Nhảy lên rất là chậm. Wow, tiếp tục, round thứ 4. Vô ngay cái map nhẹ nhàng. Map này cũng là map tủ của mình luôn. Mình có một cái trick để hướng dẫn mọi người cái map này. Đó là các bạn sẽ nhảy tắt nha. Rồi, mà từ từ. Tại vì mình ít khi mình gặp cái map này lắm mọi người, cho nên là mình luyện nó cũng chưa có được nhuyễn lắm. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, mình kỹ năng của mình cao mà. Rồi qua luôn nè. Trời, tí nữa mình tưởng rớt chứ. Đây, khúc hồi nãy là các bạn nhảy giống như mình nha. Rồi nhảy qua đây. Đấy, chỗ này thì các bạn đi thẳng. Xong rồi các bạn nhảy tắt qua đây là các bạn sẽ rút ngắn được một khoảng thời gian nha. Rồi nhảy tắt qua luôn. Ok. Đó, khúc này thì mọi người nhảy qua luôn nha. Qua luôn. Rồi nhảy xé qua này. Xé qua luôn nè. Đó, như vậy là mình cảm giác giống như là mình đã bỏ xa mấy bạn kia rồi á. Ê, có một bạn sát mình kìa. Qua luôn, rồi. Chỗ này thì các bạn sẽ đi bên màu xanh nha. Đi bên màu xanh này. Rồi, nhảy qua đây. Ok, mọi người có thể nhảy qua luôn cũng được nha. Nhảy qua luôn cũng được, khỏi cần đi xéo như mình. Nhưng mà không sao, mình cũng về đích thôi. Tại vì cái map này mình cũng quen được các bạn ạ. Mình chơi vài lần cũng quen rồi. Nhưng mà nó mình không gặp nhiều thì mình luyện. Mình có thể đua cái lục map này cũng được. Ok, 36, 35 nha. Rồi, hạng 1. Vẫn chưa có ai về luôn mọi người ơi. Lâu thì cái chứ. Cố lên mấy bạn ơi, hai bạn nữa. Nhanh nào. Ok, một bạn cuối cùng nữa. Nhanh lên em ơi, cố lên. Trời ơi, bây giờ mà còn tuốt luốt ở dưới cái hình như là cái ô thứ hai, phòng thứ hai đúng không? Trời ơi, sao lâu dữ hả? Cái map này tính ra là dễ nha mọi người. Hai anh Thịnh, ok, hai em nha, chào em nha. Các bạn nhận ra mình kìa mọi người. Nhưng mà anh phải ke. Ok, round thứ 5. Map băng, trời đất ơi, lấy cái một người à. Trời ơi, nãy giờ mình chơi hơi bị lâu luôn á. 3 phút đồng hồ mới xong cái map băng nha mọi người. Tại vì round cuối cùng mà gặp map băng thì rất là lâu luôn. Mà nó kiểu như ai mà sinh tồn trước, ai sinh tồn cuối cùng á thì người đó sẽ chiến thắng nha. Được 3 người nha mọi người. Yeah, row cuối cùng, row thứ 6, đua vượt chướng ngại vật số thứ 12. Rồi, map tủ của mình luôn, nhưng mà không biết mình có chơi được hay không đây. Tự nhiên nó run tay quá đây. Chơi nãy giờ chắc cũng phải là 5-6 row rồi đó mọi người. Rồi, map này lấy có một người đúng không? Hy vọng là mình sẽ không bị đụng nha. Tôi thấy từ sáng sớm ngủ dậy tay nó hơi run, mọi người thông cảm cho mọi người, tay nó hơi cứng chứ. Tay nó hơi cứng nha. Rồi đây, sáng sớm ngủ dậy tay hơi cứng. Ơ, ấy. Rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Từ từ nha, không biết kịp hay không nữa. Cái khúc nãy mình nhảy lên rồi nhưng mà nó vẫn bị đụng kìa. Thì luôn á. Thôi chịu khó các bạn ơi. Hy vọng là bạn kia sẽ bị rơi nha. Còn nếu như bạn kia mà không rơi thì mình không đu lại đâu, thật sự luôn. Tại vì hồi nãy mình nhớ mình nhảy này rồi, chắc cho tay cứng rồi. Sáng ngủ dậy tay cứng, mấy ní thông cảm tôi nha. Rồi đây, chính map này map ruột của mình nè, mấy ní biết tôi mà. Tôi đâu có đó xạo. Map này map ruột của tôi mà. Tại sao vậy chứ? Ok, đụng đi bạn ơi. Chỉ cần đụng một cái thôi là mình xin cái top 1 liền luôn. Mình đuổi tới nơi rồi đây nè. Đấy, đụng đúng không? Rồi, một bạn đụng nè, đụng luôn nè. Trời ơi, nói rồi, gặp mắt tủ của tôi mà sao đòi lấy top 1 được. Dễ gì mà lấy top 1. Dễ gì mà lấy top 1 của tôi được. Ê, trời ơi, rồi. Nói chung là vẫn là kỹ năng thôi, top 1 nha. Xin nhá, hên đó mọi người. Mới ngủ dậy xong tay mình nó cứng quá nên là chơi khúc đó nó không được mượt nha. Mọi người thông cảm nhá. Ok, một cái hạng 1 đầu tiên nè. Vô. Qua game mới. Ngay cái row đầu tiên luôn. À, ở cái row này thì mấy bữa nay mình gặp nhiều rồi. Mình cũng hướng dẫn các bạn đi trích row này nhiều rồi. Mình hy vọng là các bạn xem được clip này của mình á thì sẽ học được cái trích này sớm nha. Trích này sẽ giúp cho các bạn lấy được từ top 3 đổ lại top 1, top 2 luôn á. Cực kỳ hữu ích luôn. Nhưng mà nhớ đừng có để bị đụng nha. Rồi, bị đụng nữa rồi. Thề luôn, đừng có đẩy. Tôi xong.
Thề luôn, cái trích này nó chỉ áp dụng với những bạn nào mà dẫn đầu, mà không bị đẩy, không bị đụng thôi, đi đi một đường thẳng luôn thì mới được nha, chứ còn bị đẩy đẩy là thế nào cũng rơi à. Thôi chịu rồi mọi người ơi, tí nữa mình gặp lại map đó mình test lại nha, tại vì cái vòng này nó còn đông người á. Với lại mới vô nó bị đụng mà tôi thấy luôn. Xui xui rồi. Biết mình có đuổi kịp hay không nữa đây. Thôi luôn. Ok. Một lát nữa mình gặp lại cái map đó mình quay cho các bạn coi nha. Map này hơi lỗi mọi người à, map này hơi lỗi thật sự luôn á, công nhận map này mình lỗi thiệt. Mới vô bị rơi xong rồi còn bị làm chậm nữa chứ. Ơ, ơ kìa, top 2 hả? À, tính ra cái map này mấy bạn đi cũng chậm nhờ. Rồi, xin nhẹ top 2 luôn. Xin nhẹ top 2 luôn. Xin nhẹ top 2 luôn. Đòi lấy top 2 của ai? Đòi lấy top 2 của ai? Rồi, tiếp tục, row thứ 3. Vô Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành thì cũng là map ruột của mình rồi. Sao map này mình cũng nhận map ruột hết vậy trời. Map nào mình cũng nhận map ruột luôn. Mình tỉnh nha, để mình lấy top 1 hàng này nha mọi người. Có một bạn mới đòi solo với mình kìa. Rồi mình tính đi. Đòi solo hả? Ê ê ê ê ê. Đó đó, lắng chèn đó, chèn đó. Chấp luôn, chấp đi trước luôn, chấp đi trước luôn. Chấp đi trước luôn nè. Chấp đi trước. Ê, chấp đi trước luôn, chấp đi trước luôn. Rồi, rồi, rồi. Khúc này tôi thấy tôi vượt qua rồi nè. Rồi cố lên nhanh Thịnh ơi. Ok, có một bạn bị đai rồi nhưng vẫn cổ vũ mình nha mọi người. Ok. Em đợi anh tới nha. Đấy. Xoay. Vô. Rồi cuối cùng quyết định xem thử ai là người chiến thắng nha mọi người. À, mình với lại bạn Khang hồi nãy giờ mình thấy mình đang chơi, bạn này chắc lên kêu nếu như mình chiến thắng thì tặng cho mình cái gói gì đó mọi người. Không biết có tặng hay không nữa. À, solo với em kìa, nói chiến thắng tặng em gói gì kìa. Rồi. Coi thử em có ăn nổ vòng này với anh không. Vòng này thì mình có một cái kinh nghiệm mình chơi, mình chỉ cho mọi người luôn nè, là các bạn đừng có nhảy nha. À, cái vòng ở mấy cái ô xoay như thế này các bạn tốt nhất đừng có nhảy, cứ đi thẳng cho mình thôi. À, đi thẳng và luồn lách thôi nha mọi người ha, lạng lách thôi nha. Đừng có nhảy, đừng có gì hết nha, nhảy là bị làm chậm ngay, nhảy là các bạn chậm ngay. Nhảy là chậm ngay luôn. Khúc nào quan trọng, khúc nào mà kiểu như sao quá thì các bạn nhảy thôi. Nó kiểu như thế này này đấy, đừng cứ chạy thôi. Rồi, đây. Qua luôn, đây lùa qua luôn. Rồi, top 1 chắc chắn rồi. Rồi, bạn kia còn dưới kia luôn kìa, sao mà đuổi kịp mình nữa. Tại do bạn đó nhảy nhiều quá. À cái gì, thắng thì cho em có hoàng tử anh đào ạ. À. Có cái nịt em ơi, có cái nịt. Anh xin cái top 1 luôn nha. Trời ơi. Dễ gì top 1 nữa nha mọi người. Wow, ok. Ai, nãy giờ mình gặp được cái vòng mới rồi đó. Vòng mới bấm máy quay cho các bạn coi lời. Map này giống như map lâu kính hả? Mà lâu không nổi mọi người, tôi lâu không nổi đâu. Từ để mình test thử coi. Qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn nè, qua luôn nè, qua luôn nè, qua luôn nè, qua luôn. Ơi, ôi, ơi, cái gì vậy? Thôi xong rồi. Thôi xong rồi em ơi. Kịp không, kịp không, kịp không, kịp không, ok. Tiếp tục row thứ tư rồi, đây ok, đấy gặp lại map cũ nè. Đây đây, coi kỹ nha. Thì mình test lại cho các bạn coi nha. Hồi nãy chẳng qua là lỗi của mình thôi, tại vì đông quá mình không đi được. Rồi, mình có nói với các bạn rồi, ngay cái khúc này này các bạn từ từ các bạn hãy nhảy nha. Một, rồi nhảy nè. Đó, đừng nhảy sớm là dễ bị rơi á. Này các bạn lách qua phía bên tay trái của mình nè, lách nhẹ qua. Nhẹ qua cái nữa, rồi bỏ xa mấy bạn kia luôn, thấy không? Đó, thấy không? Đâu có ai đi kịp đâu. Không có ai đi kịp luôn. Rồi cái map này là mình chỉ là một lần nữa thôi. Rồi khúc này là các bạn cứ đi phía bên tay phải miết luôn. Thế nào cũng đi được nha. Rồi chỗ này thì nhớ né mấy cục đỏ ra nha. Đụng là toang đấy. Đụng là toang đấy. Đụng là toang đấy. Rồi nếu như mà các bạn chạy tới đây, thường thường mình chạy tới đây mình nhớ là cái này nó lên rồi mà ta. Chắc cho mình đi chậm á mọi người. Đấy chứ cho mình đi chậm á. Chứ nếu như mà đi nhanh là đi qua luôn cả khúc này nha mọi người. Đi nhanh là đi qua cả khúc này luôn rồi. Do mình đi chậm á, với lại mình nhảy nhiều nữa nên là nó bị làm chậm mất. Thôi thì mình xin cái top 1 nữa rồi. Lên luôn. Lên luôn. Ây, top 1 nha. Wow, row thứ 6 nha mọi người. Lại vô cái map. Ở cái thường thường cái map cửa di động mọi người, nó hay nằm ở vấn đầu. Nó hay nằm ở cái vòng đầu tiên mọi người. Sao hôm nay tự dưng nó lại nằm ở cái vòng gần cuối ta. Thế thì thôi, map này nó không có trích gì hết. Map này các bạn xem đi, mình đi đường nào này các bạn đi đường đó thôi. Đầu tiên là các bạn ở chính giữa nè. Xong rồi đi ô thứ 3 nè. Đấy, tiếp tục các bạn vẫn đi ô thứ 3 nữa. Cái này chắc ai cũng biết rồi ha. Tại vì mấy cái cửa này là mấy cái cửa nó kịp thời mọi người. Vừa tới nơi là nó vừa xuống luôn. Đó, thấy chưa? Rồi, tới cái ô cuối cùng hình như là các bạn cũng đi ô thứ 4 hay sao á.
mình nhớ không nhầm là ô thứ tư, tùy thôi, tại vì cái ô này nó hơi nhanh, nhảy qua luôn nè. Rồi tới khúc này các bạn phải nhìn kỹ nha, xuống lên xuống, ui hên kìa, ui hên hên. Do map băng, map này thì mình đã chỉ trích cho mọi người chơi rất là nhiều rồi. Bạn nào mà vẫn chưa học được cái trích đó thì hôm nay mình sẽ test lại cho các bạn coi một lần cuối cùng nữa. Đó chính là tích đi đường tắt nha mọi người ha, một cái trích đi đường tắt nha. Nhưng mà đông quá, cái gì mà đông vậy, sao mà chạy, đông lắm luôn á. Trời ơi, ơi đông lắm mọi người ơi, đông như kiến luôn. Làm sao mà nhảy được đây, thả nút di chuyển ra. Rồi xong, ok không sao, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, chuyện đâu không có đó. Đây nè, tại vì đông quá nên nhảy không được nha. Rồi đây, lại nha, mà lấy tới một chắc chắn luôn. Thả nút di chuyển, thả nút di chuyển luôn. Nửa bị đụng nữa kìa, thả nút di chuyển ra. Thả nút di chuyển ra, rồi cái này các bạn nhảy tắt luôn nha, bỏ qua luôn, nhảy tắt luôn. Thả nút di chuyển ra, rồi cái này các bạn nhảy tắt qua luôn. Thả nút di chuyển qua, qua luôn nha. Rồi khúc này các bạn nhảy tắt qua luôn cũng được nha, nhảy tắt qua bên kia luôn. Còn mình thì mình nhảy hay bị rối lắm mọi người. Rồi nhảy xuống này, nhảy lên nè. Đấy, cũng nhanh nha, không chậm nha. Cũng nhanh nha, không chậm nha. Top 1. Ok. Vô. Đua vượt chướng ngại vật số đầu tiên, nhảy cái map roll đầu tiên mọi người, đông lắm nha. Nên là các bạn phải luồn lách làm sao cho nó thiệt là hay thì các bạn mới né được nha. Ở đông quá thế nhờ. Đông thế nhờ. 16 người rồi, rồi phải, trái, ơi, phải, trái này thôi xong rồi các bạn ơi. Đông quá, đi bị kẹt quá. Đông quá, đông quá, đông quá, map đông quá. Đông lắm luôn á. Ê, có một bạn chưa hay kìa. Rồi, lách luôn, lách luôn, lách luôn. Ê, ê, trời ơi, thề luôn. Không sao, không sao, không sao, không sao. Bình tĩnh, bình tĩnh, qua luôn nè. Qua luôn, qua luôn. Qua luôn. Qua luôn. Ê, ê, đuổi kịp về, đuổi kịp về, đuổi kịp về. Rắc lên đây. Rồi, rồi. Ê. Thôi xong rồi, mình đi nhầm map rồi. Đi nhầm bên các bạn ơi, đi nhầm bên rồi. Rồi, top 2. Tiếc thế nhờ. Phán hồi nãy tiếc kia luôn. Tiếp tục đua tốc độ sa mạc nha. Map này thì không có trích gì hướng dẫn cho mọi người hết, toàn mấy map cũ không à, ai cũng biết chơi hết rồi. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Cái map này thì nó dễ lắm luôn mọi người, chả có một cái trích gì để hướng dẫn các bạn. Map này chủ yếu là các bạn nhảy làm sao mà cho nó sát sát vào, nó cong 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 vào, rút ngắn cái khoảng cách các bạn nhảy là được rồi. Từ đây nhảy qua đây nè, vừa đáp đất xong các bạn nhảy luôn nha, xéo qua nhảy luôn này, đó thấy chưa, nhảy qua luôn nè, nhảy qua luôn nè. Mình từ hạng chót mà mình lên tới top 2 là thấy cũng nhanh rồi đó. Hy vọng là bạn kia sẽ bị rơi thôi. Ây da. Ây da. Rồi top 1 nha. Yeah.